cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra ở Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Phong. Theo đó, Công an đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, Phạm Vũ Phong, giám đốc Công ty Nam Phong, Trương Thị Bảo Trân, nhân viên phòng vật tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Thành phố Thủ Đức, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đề nghị truy tố bị can Mai Lệ Quyên, cựu trưởng khoa vi sinh Bệnh viện Thành phố Thủ Đức về tội nhận hối lộ. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra bổ sung làm rõ yêu cầu xác định cụ thể giá kit test xét nghiệm, xác định cụ thể tổng thiệt hại trong vụ án và làm rõ trách nhiệm xử lý một số cá nhân liên quan. Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra xác định kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất tối đa là 143.461 đồng một test. Đây cũng là định giá chung về kit xét nghiệm mà Bộ Công an và Công an các tỉnh thành xác định áp dụng trong khi điều tra xử lý. Do đó, Công an xác định thiệt hại trong việc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức mua kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á là 461 triệu đồng. Thiệt hại trong việc Bệnh viện Thành phố Thủ Đức mua kit xét nghiệm Việt Á từ Công ty Nam Phong là 9,7 tỷ đồng. Chiều ngày 27 tháng 8, lãnh đạo đồn biên phòng Kỳ Khang thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ của đơn vị này, phối hợp với chính quyền và ngư dân địa phương, nỗ lực tìm kiếm một ngư dân bị mất tích trên biển. Thông tin ban đầu, chiều ngày 26 tháng 8, ông T, 58 tuổi, trú tại thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, một mình ra khơi, hành nghề câu mực trên vùng biển xã Kỳ Phú, cách bờ biển khoảng 3 hải lý. Đến khuya cùng ngày, ông T liên lạc về cho người thân bình thường, nói đã câu được một số mực bỏ trong lòng và kêu mệt. Tuy nhiên sau đó thì bị mất liên lạc hoàn toàn. Gia đình đã liên lạc với một số ngư dân cũng đang hành nghề đánh bắt hải sản gần đó tìm kiếm giúp. Sau đó họ phát hiện thuyền của ông T đang neo đậu trên biển, đèn vẫn sáng nhưng không thấy người. Qua kiểm tra thấy lồng chứa mực không còn, các vật dụng quần áo điện thoại vẫn còn nguyên vẹn ở trên thuyền. Theo nhận định ban đầu, quá trình đi biển do thời tiết nắng nóng nên ngư dân T đã cởi áo để trên thuyền, ngồi câu mực cho mát. Có khả năng sau đó ngư dân này bị đột quỵ, rơi xuống biển. Chiều ngày 27 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành công điện số 770 trên CDTTG về vụ tai nạn hầm lò nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 19 giờ 20 phút tối ngày 26 tháng 8 tại Công ty Cổ phần Than Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, làm tử vong 4 người. Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, động viên, kịp thời hỗ trợ vật chất tinh thần đối với gia đình người bị nạn. Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam tập trung khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, vận hành hầm lò, kịp thời khắc phục các hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh, khẩn trương khắc phục hậu quả của vụ tai nạn, kịp thời hỗ trợ về vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người bị nạn theo quy định. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương rà soát các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác vận hành hầm lò trong các đơn vị thuộc tập đoàn, chủ động có giải pháp khắc phục theo chức năng nhiệm vụ được giao. Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố 4 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, gồm Mạc Đăng Thanh, sinh năm 1992, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Thị Thanh Hiếu, sinh năm 1968, Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh năm 1973 và Lê Quý Thanh, sinh năm 1968, đều trú tại thành phố Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, đối tượng Mạc Đăng Thanh đã giả danh cán bộ thuộc đơn vị Tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng, rồi được chuyển sang làm phó vụ trưởng thuộc Ban Nội chính Trung ương. Đồng thời cũng giả danh là phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Huy Hoàng, có trụ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa,
để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của một số công ty cá nhân dưới hình thức chạy xin việc, chạy dự án, chạy án. Các đối tượng Nguyễn Thị Kim Thúy, Lê Quý Thanh và Nguyễn Thị Thanh Hiếu tự nhận có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành, có thể vay vốn với lãi suất cho các doanh nghiệp, chạy chức, xin làm chủ đầu tư thi công, xây dựng các dự án về công trình đô thị, các dự án ở khu công nghiệp. Với các thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng và 15.000 đô la Mỹ của các bị hại. Khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, trong đó có một số dấu tròn của các công ty, doanh nghiệp, dấu chức danh các loại, biển xanh xe ô tô. Giấy chứng nhận quân đội nhân dân được xác định là giả, một bộ đèn dành cho xe ưu tiên, hai xe ô tô nhãn hiệu Fortuner, một số tư trang của lực lượng quân đội nhân dân, laptop, máy tính bảng, CPU máy tính, 14 điện thoại di động các loại, 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh vừa lập biên bản xử phạt tài xế xe tải BHL, sinh năm 1990, trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, vì có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên. Trước đó, vào lúc 14h30 phút ngày 18 tháng 8, đoàn xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh lưu thông trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Móng Cái đã phát tín hiệu và yêu cầu các tài xế nhường đường cho đoàn xe. Tuy nhiên, tài xế L không chấp hành. Đội Cảnh sát Giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lập biên bản xử phạt tài xế BHL với lỗi không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Với lỗi trên, tài xế L bị xử phạt 7 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng. Từ ngày mai 28 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm cựu công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh giải cứu nhóm tàn trữ mua bán ma túy. Theo đó, bị cáo Phạm Thanh Tuấn, cựu trưởng công an phường Phú Thọ Hòa là chủ mưu. Các bị cáo khác đều là cựu cảnh sát phụ trách khu vực các địa bàn của phường Phú Thọ Hòa. Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 4 năm 2020, các bị cáo bắt các đối tượng mua bán, sử dụng, tàn trữ trái phép chất ma túy đưa về trụ sở, sau đó yêu cầu các đối tượng liên hệ với người thân đem tiền, vàng, đô la Mỹ tới chung chi để không bị xử lý. Hành vi phạm tội của các cựu công an phường là có cấu kết chặt chẽ, diễn ra liên tiếp nhiều lần. Tổng số tiền của các đối tượng khai chung chi cho các cựu công an phường là gần 1,1 tỷ đồng, hai chỉ vàng miếng và 100 đô la Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra không thu được số tiền này, chỉ thu giữ được một số tài liệu làm vật chứng để chứng minh vi phạm của 13 bị can. Các vi phạm của các bị can trong vụ án này thể hiện dấu hiệu làm trái công vụ, vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác gây hậu quả thiệt hại đến lợi ích nhà nước, nên việc khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là có căn cứ và đúng quy định.